Thưa quý vị và bà con, từ khi thực hiện mô hình chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang sạch đẹp gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo thôn An Long, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn có nhiều đổi mới, đời sống người dân được nâng cao đáng kể. Thực hiện mô hình chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang sạch đẹp gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An Long đồng loạt ra quân trồng, chăm bón hoa, cây xanh, đồng thời thu gom rác thải, phát quang cây cối dọc hai bên đường. Đến nay, trên địa bàn thôn có 3 tuyến đường trồng các loại hoa như chiều tím, mai vạn phúc, hoa lá đỏ và 3 tuyến đường trồng câu với tổng chiều dài hơn 5 km, làm diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Ngay từ khi thôn nhỏ phát động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì tôi với cùng người dân ở thôn An Long này lại là hưởng ứng cái phong trào thi đua tích cực, mọi người cũng đều ra quân hàng tháng thì dọn vệ sinh là đường làng cổng ngõ cho nó khang trang sạch đẹp, rồi là chỉnh trang vườn nhà, rồi cổng ngõ. Như vậy là nói chung là trong cái phong trào như vậy là nông thôn mới kiểu mẫu này đến nay cũng đã được là khang trang đổi mới hơn trước đây, thì tôi thấy là một người dân tôi thấy rất là mừng. Cùng với làm đẹp đường quê, chi bộ Ban Nhân dân thôn An Long tích cực vận động người dân trồng hoa trước ngõ nhà, tạo cảnh quan sân vườn, trồng hàng rào xanh hoặc xây hàng rào bê tông. Nhờ vậy, đến nay, toàn thôn có trên 80% số hộ gia đình thực hiện chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp. 40 hộ di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở. Trên địa bàn thôn không có nhà tạm. Cạnh đó, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn An Long có 30 khu vườn đủ điều kiện được xét chọn và hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, mỗi vườn được hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng. Được sự hỗ trợ của nhà nước được 5 triệu, cảm với vốn tự có của tôi, nên là tôi để cải tạo vườn tập, tôi đã mua một số cây về trồng như cây mít, cây ổi, cây bơ, cây sầu riêng, hiện nay như cây ổi đã cho kết quả và tôi cũng mong kết quả sau này tức là nó sẽ có một hiệu quả kinh tế cao, để có thu nhập trong gia đình. 2 năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân thôn An Long tiếp tục được đầu tư xây mới đường làng ngõ xóm với chiều dài trên 400 mét. Đến nay, toàn thôn có hơn 4 km đường ngõ xóm được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 85%. Các trục đường chính được bê tông hóa, nhựa hóa 100%. Hầu hết các tuyến đường thôn xóm được bắt điện chiếu sáng. Hệ thống thiết chế văn hóa được kiện toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Rác thải được phân loại, thu gom xử lý đúng quy định, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Với vai trò lãnh đạo của chi bộ thì trong thời gian qua, chi bộ cũng đã tiến hành tổ chức và họp các cái nội dung mang tính chất chuyên đề, cũng như là ban hành các nghị quyết chuyên đề để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì chi bộ cũng xác định rằng đối tượng hưởng thụ phải là người dân. Chính vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện, chi bộ đã tập trung cao trong cái công tác vận động tuyên truyền cho nhân dân về cái công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời hướng cho người dân vào những cái nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất là xây dựng một cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với con người mới, để qua đó là nhằm xây dựng cái đời sống kinh tế văn hóa xã hội của người dân được nâng lên. Trong quá trình thực hiện mô hình chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang sạch đẹp gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu An Long, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và khối dân vận Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo, phân công thành viên các ban ngành, đoàn thể của xã, thôn phụ trách từng tiêu chí, từng tổ nhóm dân cư, thường xuyên sâu sát tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện mô hình. Chính vì thế, việc tổ chức thực hiện mang lại kết quả tích cực. Đến tháng 6 năm 2021, thôn An Long đạt 8 trên 10 tiêu chí, gồm điện, hộ nghèo, môi trường, thu nhập, văn hóa, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội. Người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng, sản xuất kinh doanh. Trước mắt còn rất là nhiều vấn đề khó khăn, nhưng mà cả xã, cả thôn và toàn thể nhân dân của thôn An Long đang rất là quyết tâm, nỗ lực thực hiện những phần việc còn lại để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn An Long đạt chuẩn vào cuối năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở kết quả đạt được của thôn An Long, hiện nay ban chỉ đạo của xã chúng tôi cũng đã có kế hoạch quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhân rộng ra địa bàn toàn xã của 4 thôn còn lại để mục tiêu cuối cùng là xây dựng xã Quế Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023 như nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quế Phong lần thứ 15 đã đề ra. An Long là thôn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, nhưng từ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn An Long đạt 40 triệu đồng mỗi người một năm. Thôn không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách giảm nghèo.